Chào các bạn nha, hôm nay mình đang có mặt ở GigaWatt các bạn để xem thử cái pin Gigabox 5E thế hệ mới này nó như thế nào nha các bạn. Thì nghe nói cái pin này nó mật độ năng lượng siêu cao với lại siêu nhẹ nha, sử dụng pin cell pin của BYD, BMS giao tiếp các kiểu luôn, mà giá thì chỉ có khoảng 18, hơn 18 triệu thôi, giá công bố nha. Cho nên hôm nay mình tới đây sẽ review với lại quay cho các bạn xem coi pin này như thế nào. Mình mới đẩy lên cái cục pin Gigabox 5E này, thế hệ mới. Đây là thông số. Cục này là 5,12 kWh, tức là 51.2V và 100 Ah nữa các bạn. Chỉ có 43.9 kg thôi. Đó, khá là nhẹ nha. Mấy anh em nào mà đi thi công mà khi lên lầu nè, hoặc là ở những vùng sâu vùng xa khó di chuyển thì cái khối lượng như vậy thì cũng khá là nhẹ thôi, thì nó chỉ đâu đó nhẹ hơn 2 tấm pin mặt trời. Và điều đặc biệt là cell pin là sử dụng BYD nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem coi nó như thế nào. Hàng công ty thì có thùng xốp nữa các bạn, nó khá ok luôn. Đó, di chuyển các bạn có thể vận chuyển đi xa và có thể có được cái pin của bạn, nó không có bị móp hay là bị chày vậy ha. Đó, hàng công ty thì khá là ok. Thùng. Rồi tiếp theo là cộng dây giao tiếp nè. Có tặng dây giao tiếp luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ khiêng cái cục pin này lên trên bàn để cho các bạn xem nó dễ hơn nha. Ở dưới cũng có một lớp xốp nha các bạn. Ở đây là cục pin nè. Các bạn thấy không? Ở mặt trước là có cái cặp pin dấu cộng nè, cực dương. Còn đây là cực âm có dấu trừ. Về cái chính giữa thì có cái chữ Gigabox 5E, có cái CB, và đây là cái cổng giao tiếp, có cổng CAN nè. Đó, mình sẽ sử dụng cổng này để giao tiếp với các bạn monitor. Rồi cổng này là để giao tiếp mấy cái bắt pin lại với nhau, và một cái công tắc nguồn đèn báo SOC, cái thanh địa chỉ để các bạn kết nối nhiều bắt pin. Và đây là tem thông số này, giống như cái thùng ở ngoài. Thì ở đây là cái điện áp sạc tối đa nè các bạn, điện áp sạc tối đa là 57.6V. Và điện áp cắt là 46.4V, tức là tới cái điện áp cắt này là BMS nó sẽ ngắt nha. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động pin lên cho các bạn xem nha. Thì đầu tiên là mình sẽ đo hai cái cực này, tức là hiện tại nó sẽ không có điện áp nha. Rồi công việc tiếp theo mình sẽ khởi động cái mạch BMS lên nè bằng cái công tắc ở chỗ này. Sau khi khởi động thì các bạn thấy cái đèn SOC không? Đó, nó sẽ chớp đây thì nó hiển thị là còn khoảng 50% đèn on off đã bật. Rồi để có điện ra hai cái bảng cực ở chỗ này thì các bạn bật công tắc CB lên nè. Rồi, điện áp đây là 52.84, đó. Đó là quy trình khởi động con Gigabox 5E. Rồi ví dụ có sự cố gì mà các bạn có thể di dời hoặc là làm cái gì đó, các bạn có thể cúp cái CB xuống. Rồi. Các bạn có thể cài đặt hoặc là di dời hoặc là di chuyển gì đó thì nó sẽ thuận tiện hơn nha. Sẵn đây mình giới thiệu cho các bạn cái cục Gigabox 5S thế hệ mới luôn. Cái con này có thể giao tiếp được với lại cái Gigabox 5E, cái cục hồi nãy màu đen đen á, mình giới thiệu cho các bạn á, thì nó có thể giao tiếp được luôn nha các bạn. Thì về mặt trước thì vẫn là logo của Gigabox 5S.
có CB. Mà cái bảng này thì sẽ không có cái công tắc nguồn, có thể bật CB để khởi động pin. Về mặt trước này thì nó sẽ có cái chỗ này là SOC nè các bạn. Cái góc này nó thấy quá. Rồi, thì cục pin nó hiện tại là đang đầy nè, và các thanh địa chỉ. Cái đèn báo on off. Cái cổng giao tiếp với các inverter thì các bạn sử dụng cái cổng ken ở chỗ này. Còn đây là hai cái cực pin để các bạn đấu vô inverter, thì có ký hiệu là màu đỏ là dấu cộng này và màu đen là dấu trừ. Cái bảng này thì nó sẽ cái chiều dài các bạn, cái chiều dài nó sẽ ngắn hơn với con 5E. Ở đây có quai sách này. Cái bảng 5E thì cái quai sách thì nó sẽ nằm ở bên này, hai cái tay sách nằm bên này. Còn cái bảng 5E thì vẫn giữ cái thiết kế cũ là cái quai sách ở chỗ này, nhưng mà mình cảm giác cái quai sách ở chỗ này nó cái bảng này nó cứng cáp hơn nha các bạn. Nó dày, nó cứng cáp. Rồi, thì ở đây nó sẽ có một cái điện áp sạc, ở đây là 55.2V và điện áp sạc của con 5E hồi nãy các bạn mình đã quay cho các bạn xem thì nó là 57.2V hay sao đó. Thì hai điện áp nó sạc nó khác nhau, thì các bạn cứ cài cái điện áp sạc là theo cái con này. Nếu mà các bạn gắn giao tiếp giữa hai con thì các bạn cứ theo cái điện áp sạc của cái con nhỏ nhất vậy nè. Thì khi mà các bạn gắn giao tiếp vô thì cái BMS nó sẽ tự giao tiếp với nhau, nó sẽ tự hiểu nha. Nói chung là bên hãng họ đã cài đặt hết rồi. Rồi các bạn giao tiếp nó ok, các bạn không cần quan tâm lắm đâu. Các bạn cứ cài điện áp sạc là 55.2V là được. Đối với những cái máy không có giao tiếp hoặc là những con inverter độc lập thì nó sẽ không có giao tiếp, thì các bạn cứ cài cái mức điện áp sạc là 55.2V là ok nha. Về cái màu thì cái bảng này nó sẽ hơi trắng hơn, nó sẽ trắng hơn cái con bảng cũ. Bảng cũ thì mình thấy nó hơi ngã ngã vàng chút xíu, nó hơi cái màu nó hơi vàng xíu, thì cái bảng này thì nó sẽ trắng luôn nha các bạn, một trắng tinh luôn, khá là đẹp. Ok, vậy mình kết thúc video tại đây nha. Nói chung là video này mình qua GigaWatt để review cho các bạn con GigaBox 5E có như thế nào. Thì hôm bữa giờ mình thấy trên mạng mấy anh em khá là xôn xao với con này, thì kết quả mình thấy là nó khá là ổn nha, với cái mức giá là khoảng hơn 18 triệu mức giá bán lẻ cho con 51.2V 100A, mà đặc biệt là sale BYD nữa, thấy vậy là khá là ok. Các bạn muốn mua có thể liên hệ bên số điện thoại anh Dương nha các bạn, mình để trên góc màn hình, hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.